Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị sơ kết 4 năm thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, gặp mặt biểu dương các điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2015-2020. Sự hội nghị có đồng chí Đỗ Tiến sĩ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Quốc Toàn, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh. Qua 4 năm thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, đã xuất hiện nhiều tập thể cá nhân tiêu biểu ở tất cả các ngành các lĩnh vực. Trong đó, có 85 tập thể và cá nhân được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng bằng khen và 45 tập thể cá nhân được Ban Thường vụ Tỉnh ủy ghi danh. Đây là những đóa hoa tươi thắm có nhiều việc tốt, báo công dâng lên Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. 3 năm nay, năm nào tôi cũng vận động khoảng độ 40 tình nguyện viên cùng các mạnh thường quân đi nấu cơm cho các nạn nhân chất độc màu da cam, những người bệnh tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh Hưng Yên, trị giá khoảng 85 triệu đồng và nhiều việc làm tốt nữa để học tập và làm theo tấm gương của Bác Hồ kính yêu. Tôi quét dọn đường làng ngõ xóm, công việc thì rất nhiều nhưng mà phải xếp sắp công việc của gia đình xong rồi đến cộng đồng thì mới làm được. Thế vậy thì là tôi cố gắng làm sao mà giữ được cái duy trì của mình mãi mãi sau này. Tôi đã tham gia đăng ký hiến máu tình nguyện và đăng ký hiến tặng mô tạng. Mình muốn đem giọt máu, chia sẻ giọt máu đỏ của mình để có thể giúp đỡ những người bệnh không may mắc bệnh hiểm nghèo và đang cần phải truyền máu để duy trì sự sống. Ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành chỉ thị 05 ngày 15 tháng 5 năm 2016, ngày 15 tháng 8 năm 2016, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên đã ban hành kế hoạch số 30 để cụ thể và chi tiết hóa việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Nhờ đó mà kết quả đạt được khá trên tất cả các ngành, các lĩnh vực, từ tỉnh đến cơ sở. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đỗ Tiến sĩ, Bí thư Tỉnh ủy nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương 130 tập thể cá nhân được tuyên dương khen thưởng vì có nhiều việc làm tốt thiết thực theo tấm gương của Bác Hồ. Đây sẽ là những hạt nhân tiêu biểu của từng ngành, từng địa phương để nhân lên nhiều hơn nữa những tập thể cá nhân có nhiều việc làm học tập theo Bác trong thời gian tới. Một là tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nội dung nêu trong chỉ thị số 05 và các văn bản chỉ đạo hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh, trong đó chú trọng thực hiện quy định số 08 ngày 25 tháng 10 năm 2018 của Ban Chấp hành Trung ương và quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, trước hết là các đồng chí cấp ủy viên các cấp. Hai là tiếp tục đổi mới hình thức, phương pháp tuyên truyền việc thực hiện chỉ thị 05 gắn với tuyên truyền kết quả thực hiện các nghị quyết của Đảng và của Tỉnh ủy, nâng cao chất lượng việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ ở các chi đảng bộ cơ sở, đẩy mạnh công tác giáo dục đạo đức lối sống cho cán bộ đảng viên và thế hệ trẻ theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Hưng Yên tự hào là quê hương của thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sinh thời, người đã 10 lần về thăm động viên phong trào thi đua lao động sản xuất của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hưng Yên. Đây như sợi chỉ đỏ, gắn kết và thôi thúc vì học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục lan tỏa sâu rộng hơn nữa để có nhiều tập thể cá nhân có việc làm tốt theo tấm gương của Bác.